Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tony Ngọc đây. Hôm nay Tony Ngọc sẽ làm một cái video tổng quan tất tần tật về những thông tin liên quan đến đảo Ngọc Long Phước kế bên dự án Vinhome Grand Park. Và trong cái video này thì Tony Ngọc cũng chia sẻ về lịch sử, về giá cũng như tiềm năng tăng trưởng của những cái bất động sản ở đây theo như cái quy hoạch mới nhất của thành phố Thủ Đức đối với đảo Long Phước. Đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng đảo Long Phước nó là một hòn đảo vô cùng xinh đẹp, được bao bọc bởi hai mặt tiền sông, đó là sông Tắc và sông Đồng Nai. Và quy mô của đảo Long Phước là 2.349 ha. Và trong đó có những cái quy hoạch chính ở trên đảo Long Phước thì đó là liên quan đến đất du lịch sinh thái kinh tế vườn là 1.600 ha, đất dân cư hiện hữu là 350 ha. Và song song với đó thì có những cái quy hoạch lớn về giáo dục như làng đại học là 300 ha, hay là một cái khu đất quỹ đất làm công nghệ cao mà như Tuấn Ngọc đã chia sẻ ở trên một cái video tại kênh Cú Len, đó là tuyến đường kết nối giữa khu công nghệ cao Cú và Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cao tại đảo Long Phước với quy mô lên đến 200 hecta. Thì chúng ta thấy rằng đối với lại đảo Long Phước thì nó có một cái quy hoạch vô cùng tuyệt vời, và đương nhiên thì Tuấn Ngọc sẽ phân tích sâu ở phía sau. Còn về vị trí thì đảo Long Phước nó là một hòn đảo vô cùng xinh đẹp, và phía đông của đảo Long Phước thì chính là sông Đồng Nai. Và như anh chị em và các bạn cũng biết rằng Sài Gòn thì phát triển về khu đông, còn Đồng Nai phát triển về phía nam để tạo ra những cái đại đô thị ven sông. Và đối với lại bên kia sông thì chúng ta thấy những cái dự án như Mizuki của chủ đầu tư Nam Long, hay là dự án Aqua City của chủ đầu tư Novaland. Và cũng nhìn check một chút thì nó sang cánh đồng Tam An. Thì hiện tại đối với tại cánh đồng Tam An thì chủ đầu tư Amata đang thực hiện khu công nghệ cao đầu tiên của Đồng Nai, cũng như tương lai cũng sẽ có những cái đô thị ven sông ở đây. Và đối với lại cái vị trí Tam An này thì cũng có một cái đường liên vùng 4 năm, và tại đây thì sẽ có một cây cầu để kết nối vào đảo Long Phước mà Tuấn Ngọc cũng đã từng làm một cái video để chia sẻ cho anh chị em và các bạn. Thì anh chị em và các bạn xem những cái video như vậy sẽ hiểu hơn về cái quy hoạch. Và đấy là phía đông của đảo Long Phước. Còn đối với lại phía bắc của đảo Long Phước thì nó là cầu Long Đại. Và cầu Long Đại thì chúng ta biết rằng kết nối vào dự án Vinhome Grand Park. Nếu mà từ hướng cầu Long Đại, từ Long Phước sang Vinhome Grand Park thì phía bên tay phải thì chính là phân khu dinh thự The Rivers với những cái sản phẩm tại mắt tiền sông Đồng Nai, cũng như thuộc phân khu dinh thự The Rivers với quy mô 121 căn. Thì những cái bất động sản hàng hiệu tại đây có cái giá trị từ 200 tỷ đến 700 tỷ. Và theo những ước tính của Tony Ngọc thì hiện tại cái đất mặt tiền sông tính theo cái giá tương đương giữa khu dinh thự The Rivers đang cao hơn đối với mặt tiền sông Đồng Nai của đảo Long Phước là lên đến khoảng 20 lần. Và đương nhiên thì 20 lần thì nó cũng sẽ có cái giá của 20 lần, và cũng là cái câu chuyện tiền nào của đó. Thì đương nhiên thì đây là cái câu chuyện chúng ta sẽ quan sát như thế nào thì chúng ta sẽ miêu tả như vậy. Còn Tuấn Ngọc cũng không nói là một bên nào đắt hay là bên nào rẻ. Đôi khi giá cao chưa chắc đã đắt, mà giá rẻ thì cũng chưa chắc đã thơm. Và tiếp theo thì đó là đối với lại cái khu phía tây. Thì khu phía tây thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì nó toàn bộ nó là mặt tiền sông Tắc, và chỉ riêng có tại cái đường Long Thuận thì có một cái cây cầu để kết nối vào đường Nguyễn Duy Trinh để ra khu công nghệ cao hiện hữu. Thì như chúng ta thấy rằng hiện tại thì đối với lại phường Long Thành Mỹ hay là phường Trường Thạnh thì đường vành đai 3 đang đi qua. Và tương lai thì đối với lại đảo Long Phước thì cũng có 4 cái tuyến đường sẽ kết nối lên vành đai 3. Và đương nhiên vành đai 3 thì nó cũng là một cái câu chuyện, nó là một cái cú hích của cả bất động sản tại khu đông, chứ không riêng gì những cái nơi vành đai 3 đi qua hay là những cái điểm xuống. Thì đó là những cái câu chuyện chúng ta phải có những cái tầm nhìn xa như vậy. Và tiếp theo thì cái khu phía nam,
thì khu Việt Nam thì chính là tiếp xúc với lại đường cao tốc Sài Gòn Long Thành. Thì hiện tại đối với đường Long Phước, khi mà Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức mới mở rộng nâng cấp với quy mô gần 6 km thì hiện tại đường là 12 m, lòng đường thì là 10 m và vỉa hè mỗi bên là 1 m theo như quan sát của Tôn Đình Ngọc thì nó như vậy. Tuy nhiên thì đối với lại mỗi một cái vị trí trên khúc đường này thì nó có độ rộng thì nó sẽ khác nhau một chút, hay là cái loại vỉa hè ở mỗi một cái nơi thì nó sẽ khác một chút, thì đấy là chúng ta thực tế như vậy. Và đối với cái video này thì Tôn Ngọc cũng là một cái người thực chiến, cũng như muốn chia sẻ cho anh chị em và các bạn đang xem video đây có những cái hình ảnh thực tế bằng flycam để anh chị em và các bạn quan sát ngoài những cái thông tin mà Tôn Ngọc cung cấp. Thì đương nhiên thì Tôn Ngọc cũng muốn là anh chị và các bạn có những cái sự quan sát riêng để comment xuống để chúng ta cùng trao đổi học hỏi lẫn nhau, để giúp cho nhau có nhiều cái góc nhìn để giúp cho cái kết quả đầu tư của chúng ta có thể có những cái kết quả thành công trong tầm nhìn từ 2024 đến 2027. Về vị trí thì nó như vậy, và đương nhiên thì khi đi đầu tư thì chúng ta phải quan tâm đến vị trí, giá, pháp lý và thời điểm. Thì thời điểm bây giờ thì nó là một cái thời điểm chân sóng vô cùng tuyệt vời của một cái đại sóng lớn của cái chu kỳ bất động sản. Chúng ta thấy rằng ngày 19 tháng 9 vừa qua thì Fed hạ lãi suất 0,5%. Tiếp theo đó là những cái gói bơm tiền của chính phủ Trung Quốc, ngoài cái vấn đề bơm tiền trực tiếp cho cái thị trường tài chính cũng như cứu thị trường bất động sản, thì chính phủ Trung Quốc có những cái chế tài để giúp cho cái hỗ trợ cho những cái thị trường này. Ngoài vấn đề cắt lãi suất hay giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì ngoài ra thì có những cái gói bơm tiền trực tiếp đến cho những người dân để giúp cho cái dòng tiền nó lưu thông vào thị trường, để giúp cho hồi phục những cái thị trường như tài chính và đặc biệt là đối với lại thị trường bất động sản của Trung Quốc. Về pháp lý của những cái bất động sản tại đảo Ngọc Long Phước thì đối với mỗi cái bất động sản khác nhau sẽ có pháp lý khác nhau. Và đối với lại quá trình giao dịch bất động sản thì chúng ta phải xác định rằng giao dịch những cái bất động sản nó phải là có sổ, còn những loại hình không có sổ thì nếu anh chị nào làm chủ được cái vấn đề pháp lý thì cũng vẫn có thể giao dịch. Và đối với lại những cái loại hình có sổ thì Tôn Ngọc nhóm những cái loại pháp lý như sau. Thứ nhất đó là những cái bất động sản là đất dân cư hiện hữu. Thứ hai là những cái bất động sản là đất dân cư mới. Thứ ba đó là những cái bất động sản là đất nông nghiệp, thì có thể là đất cây lâu năm, đất cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất lúa. Và cuối cùng đó là những cái nhóm đất nằm trong những cái quy hoạch, có thể là quy hoạch về làng đại học, có thể là quy hoạch về viện nghiên cứu khoa học công nghệ cao 2, và có thể là khu đô thị sắp tới tại đảo Long Phước. Và đối với lại luật đất đai 2024 thì những cái trường hợp đất thuộc cái khu đô thị thì nó sẽ không còn cái quyền thương lượng mạnh như trước khi luật ra đời. Như anh chị em và các bạn biết rằng đối với một trong 32 cái trường hợp thu hồi của luật đất đai thì cái trường hợp đất nằm trong khu đô thị sẽ thu hồi theo cái quy định của nhà nước. Còn riêng đối với lại những cái dự án là dự án thương mại thì nó là thu hồi theo cái cơ chế là thỏa thuận đền bù thỏa đáng. Thì như vậy thì chủ đất sẽ có một cái ưu thế về đàm phán hơn. Và đối với lại những cái nhóm đất ở trên đảo Ngọc Long Phước này thì Tôn Ngọc chia làm những cái nhóm đất sau. Thứ nhất, cái loại đất đẹp nhất. Thì đối với loại đất đẹp nhất thì nó vừa là mặt tiền sông Đồng Nai và vừa là mặt tiền đường. Và đối với lại những cái bất động sản này thì như anh chị em và các bạn cũng biết rằng nó có một cái vùng giá từ 20 triệu đến 40 triệu một mét vuông. Và đương nhiên những cái bất động sản ở trên đảo Long Phước thì hiện tại 100% ở đây gần như nó là những cái bất động sản cá nhân, nên nó không có một cái quy chuẩn nhất định. Ví dụ như ở mặt tiền sông Đồng Nai đi, cách đây 2 tháng thì cũng có một cái bất động sản khi mà cần bán với một cái lô đất 1.800 m có thổ cư ở trên đó, mặt tiền đường số 5 và mặt tiền sông rất là đẹp. Tuy nhiên khi chào bán thì có 18 triệu một mét vuông. Và sau khi chủ của bất động sản khi mà xử lý được cái vấn đề tài chính của mình rồi,
thì đã đẩy lên một cái mức giá lên đến khoảng là ví dụ trước kia là 32 tỷ là chốt chẳng hạn, thì bây giờ thì giá chào là 45 tỷ. Và cái loại thứ hai đó là những cái bất động sản mặt tiền, những cái sông nhỏ hoặc là bất động sản mặt tiền sông đắc. Theo như quan sát của Tôn Đình Ngọc thì khoảng 70% những cái bất động sản thuộc mặt tiền sông đắc là nó dính vào những cái quy hoạch, có thể là quy hoạch về làng đại học hoặc quy hoạch về các cái khu đô thị, hay là quy hoạch về viện khoa học nghiên cứu công nghệ cao 2. Và đối với lại những cái loại đất này thì đương nhiên thì cũng có những cái đội chuyên mua đất để đợi đền bù, thì đương nhiên là những cái đội này thì họ làm việc và họ là một trong những cái người có rất là nhiều những cái kinh nghiệm cũng như những cái mối quan hệ thì họ mới chơi được những loại đất này. Còn đối với lại những nhà đầu tư không chuyên thì tốt nhất là mình mua những cái loại đất đơn giản hơn để dễ giao dịch và nó thuận tiện cho cái quá trình giao dịch hơn, thì nó dễ dàng cho chúng ta hơn. Và tiếp theo thì đó là những cái loại đất ở mặt tiền đường. Thì như anh chị em và các bạn cũng biết rằng mặt tiền đường thì có hai cái trục đường chính mà chúng ta phải nhắc đến, thì đó là chính là trục đường Long Phước và trục đường Long Thuận. Thì trục đường Long Phước nó là một cái trục đường vô cùng đẹp và trục đường chính của đảo Long Phước. Nó được kết nối từ cầu Long Đại mà mới thông vào tháng 11 của năm 2023 mới đây. Và cầu Long Đại thì nó kết nối từ phường Long Bình sang phường Long Phước tại cái dự án Vinhome Grand Park. Và phía bên kia cầu Long Đại thì tại phân khu The Reverse, thì những cái bất động sản mặt tiền sông Đồng Nai thì nó có những cái đơn giá lên đến 500 triệu một mét vuông mặt tiền sông Đồng Nai. Và cái mọi cái sự so sánh thì nó tương đối là khập khiễng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng cái đất ở đây thì nó được neo ở những cái vùng giá cao tại những cái bất động sản tại Vinhome Grand Park. Và đương nhiên thì có một cái điểm neo giá thì nó sẽ có một trong những cái câu chuyện để chúng ta đầu tư thì nó chắc chắn hơn và an toàn hơn. Còn đối với lại cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Long Phước thì nó có một cái vùng giá từ 18 đến 25 triệu một mét vuông cho những cái diện tích lớn có nghĩa là trên 1.000 mét. Và ở trong đây thì có những loại đất có thổ cư hoặc là đất đang là cây lâu năm. Còn riêng đối với lại những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Long Phước mà nó là đất dân cư hiện hữu hoặc là những cái đất của những cái khu dự án xung quanh cái trục đường này thì nó rơi vào cái vùng giá từ 40 đến 45 triệu một mét vuông. Và đối với lại trên mặt tiền đường Long Phước này ở một cái vị trí đối diện với quy hoạch Viện Khoa học Công nghệ cao ngay tại cái giáp đây, thì Tôn Ngọc có một cái lô đất khá là đẹp, bề mặt được 24m và nó sâu vào là 65m. Và hiện tại cái lô đất này thì nó cũng có những cái vấn đề liên quan đến lộ giới đường và chủ cần bán nên bán một cái giá rất là thấp, nó bằng khoảng 50% giá thị trường, nó là 13 triệu mét vuông. Và đối với lô đất này thì 1.600m và có một phần là thổ cư. Và ngoài ra thì có một cái lô đất thổ cư khá là nhiều là 20 nhân với 40 và có đâu là có lên đến tận 370m² thổ cư và đã xây một cái căn nhà 5 nhân với 20 một trệt ba lô có thiết kế hơn 10 phòng và đất đã được san lấp cũng như ép cọc làm mặt bằng rất là đẹp. Và đối với cái lô đất này thì được chào bán với giá là 30 triệu mét vuông. Tiếp theo thì đó là những cái bất động sản ở trên những cái mặt tiền đường nhỏ tại đảo Long Phước, nó không phải là đường chính thì nó có thể là những cái trục đường như trục đường số 2, số 3 hoặc là một số cái trục đường tại đảo Long Phước. Thì những cái bất động sản này thì hiện tại đang được chào bán với cái vùng giá từ 12 triệu đến 18 triệu một mét vuông. Và tiếp theo nữa thì đối với lại những cái đất mà nó nằm ở bên trong, nó không có gọi là hẻm xe hơi thì nó rơi vào vùng giá khoảng từ 5 triệu đến 7 triệu một mét vuông. Còn đối với lại những cái đất diện tích lớn mà gọi là đường xe hơi thì nó có vùng giá từ 8 đến 12 triệu một mét vuông. Và đa số những cái bất động sản này được mua từ khoảng 10 năm trước với cái giá từ 800.000 đến 1 triệu 2 một mét vuông. Và chúng ta sẽ hình dung rằng với hơn 10 năm trước, khoảng năm 2010 đến 2012 thì cũng khá là nhiều những cái nhà đầu tư về đây, đó là những nhà đầu tư về cái đợt số 2
Còn đương nhiên cái đợt đầu thì đa số thì họ về vào những cái năm 2000, có nghĩa là cách đây khoảng 24 năm. Thì đối với đảo Long Phước thì nó là một cái hòn đảo vô cùng xinh đẹp, và rất là nhiều những cái anh chị như là chính trị gia, doanh nhân thành đạt về đây để đầu tư những cái bất động sản tại đây. Bởi vì anh chị em và các bạn sẽ hình dung những cái bất động sản mặt tiền sông ở đây, nếu mà cái diện tích 5.000 mét mà nhân với lại 15 đến 20 triệu một mét thì chúng ta thấy rằng cái ngân sách tài chính thì nó rơi vào từ 75 đến 100 tỷ một cái bất động sản như vậy, chứ nói đến cái phần xây dựng. Và đối với lại Tuấn Ngọc cũng có những cái chủ của những cái bất động sản góc ba mặt tiền sông với một cái diện tích lên đến 2 hecta. Thì đối với lại những cái cục đất 2 hecta như vậy thì đương nhiên cái ngưỡng tài chính thì cũng khá là cao. Và đối với lại những cái bất động sản như thế này thì cũng đang được chào bán với giá là 15 triệu một mét vuông. Thì chúng ta thấy ra đối với lại những cái bất động sản ở trên đảo Long Phước này thì nó tùy vào từng trường hợp, tùy vào chủ và tùy vào thời điểm. Và đương nhiên thì có những cái bất động sản ngộp cần bán thì nó sẽ có những cái giá rất là rẻ, rất là hơi. Và đương nhiên những cái bất động sản mà không cần bán thì họ neo một cái giá vô cùng là cao. Và đấy là cái câu chuyện rất là bình thường, và rất là nhiều anh chị khi đi kinh doanh bất động sản thì sẽ gặp những cái câu chuyện như vậy. Và cái phân khúc cuối thì đó là những cái bất động sản nó thuộc những cái dự án phân lô cũ của quận 9, hay là những cái trục đường, đặc biệt là những cái trục đường như trục đường Long Phước, trục đường số 8, trục đường số 1. Thì đối với lại những cái bất động sản ở đây thì cũng có cái vùng giá từ 35 triệu đến 45 triệu một mét vuông. Và đương nhiên thì những cái bất động sản mà 45 triệu mét vuông thì nó rất là gần chợ, rồi ủy ban, rồi trường học là trung tâm của Long Phước, hay là cái bất động sản mà có vùng giá là 35 triệu một mét vuông đi, thì ở một cái diện tích là 4 nhân với lại 13, đâu đó là rơi vào khoảng 52 mét. Và cái ngân sách tài chính dưới 2 tỷ thì đối với là những cái bất động sản này thì đa số thì nó tập trung ở cái trục đường số 8. Thì đấy là tổng quan về những cái bất động sản tại đảo Long Phước. Có nghĩa là đối với lại bất động sản tại đảo Long Phước thì có một cái phân khúc vô cùng tiềm năng, thì đó là cái phân khúc dưới 2 tỷ. Và ngoài ra những cái bất động sản ở đây thì chủ yếu là từ 2 tỷ đến 3 tỷ đối với đất phân lô. Còn riêng đối với lại những cái đất gọi là đất diện tích lớn thì chúng ta phải xác định rằng nếu mà đất 1.000 mét vuông ở đây thì mình phải có một cái ngân sách từ 7 đến 10 tỷ mới có thể sở hữu được một cái lô đất 1.000 mét vuông tại đây. Còn đối với lại những cái đất mặt tiền sông hay là những cái đất mặt tiền, những cái trục đường lớn thì đương nhiên thì anh chị và các bạn muốn có được 1.000 mét thì phải có một cái ngân sách cả 1 triệu đô thì mới có được 1.000 mét tại đây. Còn đặc biệt đối với là những cái bất động sản mà lên đến 2 hecta mặt tiền sông Đồng Nai như vậy thì anh chị và các bạn cũng phải có một cái ngân sách tài chính tầm 300 tỷ thì mới mua được những cái bất động sản ở đây. Thì đấy là cái tổng quan về pháp lý cũng như vị trí của đảo Long Phước. Còn đối với lại quy hoạch của đảo Long Phước thì chúng ta thấy rằng những cái quy hoạch vô cùng tuyệt vời, với cái Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Cao 2, với làng đại học. Và ngoài ra tại cái mặt tiền sông Tắc sẽ có những cái đô thị ven sông tại đây nữa. Thì đương nhiên trong tương lai thì đảo Ngọc Long Phước nó sẽ rất là rực rỡ với những cái câu chuyện liên quan đến cầu Đồng Nai 2, đường kết nối liên vùng 45, hay là bốn cái con đường nó kết nối ra đường Vành Đai 3. Và ngoài ra thì cái đường nối dài của đường Liên Phường khi mà nó dẫn từ đường Mai Chí Thọ qua trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc, có dự án Global City và nó kết nối từ xuống đến Đông Tăng Long, và từ Đông Tăng Long sẽ sang Long Phước, và nó sẽ có một cái đường để kết nối sang đường liên vùng 45. Và tại đây thì có một cây cầu Đồng Nai 2 để có cái khu cánh đồng Tam An là hiện hữu, và sau này thì nó sẽ là những cái đô thị ven sông cũng như khu công nghệ cao của Đồng Nai. Và để đi ra sân bay Long Thành thì cái bức tranh của Long Phước trong tầm nhìn 10 năm tới thì vô cùng tuyệt vời. Và đương nhiên thì thời điểm mà đầu tư tốt nhất tại Long Phước thì đó là cái thời điểm bây giờ. Và nếu như anh chị em và các bạn quan tâm đến những cơ hội đầu tư những cái bất động sản
tại đảo Ngọc Long Phước này thì hãy liên hệ cho Tony Ngọc và đội ngũ team Cú Len. Chúng tôi sẽ tư vấn, cố vấn cũng như hỗ trợ anh chị và các bạn để anh chị và các bạn có được những thông tin giúp cho cái quá trình đầu tư của anh chị và các bạn trở nên chính xác hơn và sẽ mang lại cái kết quả đầu tư trong tầm nhìn từ 2024 đến 2027. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ nó hữu ích hoặc nó phù hợp với ai thì hãy chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Tôn Ngọc luôn biết ơn anh chị vì hành động đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ team Cú Len, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.